Kênh YouTube Đồ Sư Đồ Cổ Kha Vương xin kính chào anh chị em. Hôm nay Kha Vương lên dòng sản phẩm đó là đồng xu. Thứ nhất Kha Vương xin nói rõ, đây là đồng xu màu đen, nhưng nó là đồng chứ không phải là sắt đâu nha anh chị em mình nha. Mà nó có hai mặt như thế này, thì Kha Vương để quay hai mặt như này bởi vì thời gian lâu nên nó bám bụi hơi dơ. Cái đồng xu này là Kha Vương bán là một lần là 200 cái, 200 đồng xu như thế này, có nghĩa đó là một sâu. Ở đây Kha Vương vô sẵn là một sâu 200 cái này là giá 350.000 đồng, Kha Vương bao ship. Đó là riêng cái này, Kha Vương bao ship. Còn đây là xu nữ hoàng. Xu nữ hoàng này thì nó có hai mặt. Xu nữ hoàng này là xu loại 50 cent, anh chị em lưu ý là loại xăm 50 cent. Cái loại này á thì Kha Vương bán một cái là 25.000 đồng, nhưng nếu anh chị em mua 10 cái thì Kha Vương là 250, thì Kha Vương cũng bao ship. Cái loại này là xu đầu nai, và cái xu đầu nai này Kha Vương bán với giá là 80.000 đồng một cái, nhưng nếu anh chị em nào mua 10 cái Kha Vương vẫn bao ship. Còn đây là xu quốc tế, mấy cái loại này là xu quốc tế. Xu quốc tế này là lưu ý là khi anh chị em mình mua thì Kha Vương sẽ chọn ngẫu nhiên chứ không phải là Kha Vương lựa đâu. Nên Kha Vương nói rõ là cái đồng xu này quốc tế này Kha Vương bán là 20.000 đồng một cái, và anh chị em mua 10 cái Kha Vương vẫn bao ship. Ở đây có một điều xin lưu ý, những cái sản phẩm này của Kha Vương trên thị trường người ta gọi là xu cổ, xu bạc, thì điều đó Kha Vương không có quan tâm. Ở đây Kha Vương đảm bảo những đồng xu này của Kha Vương là 500, có nghĩa là cái cục 500 á, nó không có hít. Đó là điều Kha Vương đảm bảo cho anh chị em. Và những sản phẩm này Kha Vương chỉ bán cho những người kinh doanh, những anh chị em thích sưu tầm trưng bày. Kha Vương biết rằng TikTok là giới trẻ rất là nhiều, thì Kha Vương hiểu có nhiều bạn giới trẻ cũng thích sưu tầm những cái đồng xu độc lạ, mình có thể để dành cạo gió hoặc là để dành tặng cho bạn bè. Kha Vương lấy một ví dụ, khi anh chị em mua một cái đồng xu này, về anh chị em tặng cho bạn bè với nhau, những TikToker với nhau, rồi hoặc là những bạn bè với nhau, thì nó rất là ý nghĩa. Ví dụ anh chị em mình mua 20 đồng xu thì chỉ có 500k thôi, mà anh chị em tặng cho một người nào đó thì nó rất là ý nghĩa vô cùng, bởi đây là hình xu của hình nữ hoàng và phía sau là 50 cent là cái loại đồng xu này trên thị trường ít có. Nó mang tính chất là mình tặng cái quà lưu niệm, mang cái ý nghĩa là may mắn, tài lộc đến cho cái người mà được nhận, cũng như là cái thành ý của mình muốn cầu may mắn, cầu bình an đến cho mọi người. Đó là mình nói rõ nó là như vậy. Thì anh chị em nào có nhu cầu cứ liên hệ số Zalo của Kha Vương là 0814721262, hoặc anh chị em có thể để lại bình luận, địa chỉ và số điện thoại trên chính cái bình luận trong bài viết này. Kha Vương sẽ gửi hàng đến tặng nhà mình. Anh chị em được phép nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng thì đưa tiền cho bưu điện. Anh chị em có quyền lấy 500 thử nó có hít luôn hay không, cứ vô tư nha. Cái đó là Kha Vương nói rõ, bởi vì Kha Vương là một người kinh doanh và chủ yếu là bán trên YouTube. Anh chị em có thể vào trang cá nhân của Kha Vương, vào YouTube Đồ Sư Đồ Cổ Kha Vương. Cảm ơn nhiều.